Phùng Thiệu Phong hôn môi cải địch Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ thất thần mệt mỏi lúc tan ca. Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả không khỏi lo lắng. Sau hơn một năm kể từ vụ ly hôn chấn động, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều có đường hướng sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, trên Weibo đang lan truyền hàng loạt hình ảnh hôn hít thân mật hết cỡ của Phùng Thiệu Phong cùng mỹ nhân từng bị nghi cướp vai Triệu Lệ Dĩnh là Đồng Dao. Không ít netizen rung đã vô cùng bất ngờ với cảnh hôn trên giường này của Phùng Thiệu Phong và Đồng Dao. Một số dành lời khen ngợi cho cặp đôi khi cảnh hôn này thực sự cuốn hút và thực tế, không diễn như nhiều diễn viên trẻ khác. Mặt khác, không ít khán giả cảm thấy hơi ngượng giùm cho Triệu Lệ Dĩnh khi một bên là chồng cũ, một bên lại là tiểu hoa đối thủ của mình. Trong khi chồng cũ công khai hôn môi cải địch ngay trên sóng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn mặc nhiên không quan tâm, tiếp tục tập trung con đường riêng của mình. Tuy nhiên, một số hình ảnh mới đăng tải gần đây lại cho thấy một Triệu Lệ Dĩnh rất khác, khiến ai xem cũng phải mũi lòng. Theo Sohu đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh đã tăng làm khá muộn vào đêm khuya, bị ghi lại hình ảnh rời khỏi studio phim trong trạng thái mỏi mệt lừ đừ. Cô nàng mặc áo dài trùm kín mặt, tay thì bưng một số loại đồ uống mà không cần trợ lý. Chỉ nhìn đường với ánh mắt thất thần, Triệu Lệ Dĩnh một mạch leo lên xe riêng mà không có bất kỳ tiếp xúc với ai. Dù đã đóng máy phim Giả Mang Sinh Trưởng nhưng có vẻ Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có phút giây nào nghỉ ngơi. Cô nàng vẫn phải tham gia một số công tác hậu kỳ, thậm chí đang rục rịch chuẩn bị cho một bộ phim mới sắp sửa lên sóng. Hiện tại đang có thông tin Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ được thả xích vào tháng 5, vì vậy Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu bận rộn trở lại cũng không quá khó hiểu. Chỉ là giờ đây khán giả đã nhận ra Triệu Lệ Dĩnh đôi khi cũng cô đơn lại lo như vậy. Hóa ra nàng tiểu hoa đáng hàng đầu Cbiz vẫn chỉ là bà mẹ một con đang cố hết sức vì tương lai của cả hai mà thôi. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh có định hướng rất rõ ràng, một mặt nữ diễn viên nhận phim chính kịch để chuyển hình tạo bước ngoặt cho mình, mặt khác cô vẫn lựa chọn lưu lượng để duy trì nhân khí và danh tiếng. Theo đó, hai tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Giả Mang Sinh Trưởng được cho là bước chuyển mình cần thiết của Triệu Lệ Dĩnh. Sau hai dự án phim này, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh có đột phá hay không thực sự vẫn là một ẩn số. Tuy rằng nữ diễn viên đang có những dự án phim vô cùng triển vọng, nhưng con đường để cô thay đổi triệt để từ một nữ diễn viên lưu lượng sang nữ diễn viên phái thực lực vẫn còn khá gian nan. Theo Sina phân tích, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có nhiều lợi thế, có thể giúp Triệu Lệ Dĩnh giành được giải thưởng diễn xuất nếu thành công. Bởi đạo diễn chính là Trịnh Hiểu Long, ông là con át chủ bài trong làng phim ảnh. Ông từng cầm trịch hàng loạt tác phẩm ăn khách, Đám Cưới Vàng, Cao Lương Đỏ, Chân Hoàng Truyện. Thứ hai, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim này là một cô gái nông thôn trầm tính, kiên cường, chính trực, không ngại gian khổ. Cô được gả đến Vạn Gia làm dâu và những xung đột giữa cô và mẹ chồng liên tục xảy ra. Đến một ngày, cô đứng lên đòi hạnh phúc cho chính bản thân mình, lên thành phố làm lại cuộc đời. Đây chính là một dạng vai tâm lý khá là khó nhằn, đòi hỏi tài năng và sự nỗ lực của một diễn viên. Thứ ba, bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng đều là những gương mặt nổi tiếng. Hai nam chính đóng cặp với cô là La Tấn và Đường Tăng. Cả hai đều là tiếp diễn viên đi lên bằng tài năng thực lực. Điều này khiến người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thấy màn hợp tác ăn ý để làm nên một tác phẩm ấn tượng đối với giới mộ phim. Trong khi đó, Giả Mang Sinh Trưởng là được cho là dễ gây tranh cãi khi lên sóng vì loạt lùm xùm trước đó. Giả Mang Sinh Trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh về chủ đề khởi nghiệp. Phim kể về Hứa Ban Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp. Đây là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau, tuy nhiên cả hai được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim gây sốt. Triệu Lệ Dĩnh vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, trong khi đó Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực có diễn xuất tốt.